Xin chào cả nhà. Hiện tại thì Duy đang có mặt tại một con hẻm. Thì Duy tình cờ phát hiện được một cái bà cụ đang ngồi lụm rác ở đây nè cả nhà. Nhặt đồ ăn đồ rất là nhiều. Hình như không biết bà có người thân hay không nữa. Không biết hoàn cảnh của bà như thế nào mà mình thấy ở đây có rất là nhiều luôn. Những cái bọc ni lông, rồi những cái bọc rác nữa. Cả nhà giờ mình sẽ qua mình hỏi bà cụ cây như thế nào nha cả nhà. Dạ chào ba. Dạ chưa về nữa hả? Chưa, con chưa về, con ghé con. Sao nói đi về mà. Con ghé, con tính đi về mà sợ trời mưa quá, mai qua không được thôi, ghé ngồi nói chuyện bà xíu. Dạ, thương bà quá. Không nói gì nói. Dạ. Con coi như chị em cái gì đâu. Dạ. Sao đâu có gì mà không có nào mà không biết là mình giải quyết cho. Dạ. Nhưng mà con kêu bà bằng bà hai hay là kêu như thế nào bà? Bằng chị thôi. Chị hả? Ừ. Dạ. Năm nay là bà bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 70. 70? 70. Chị đúng rồi, đừng có khỏi kêu bằng chị hết á. Dạ. 70 tuổi mà con kêu bằng chị hả? Ừ. Được không? Được. Được. Còn má còn em còn má nữa mà. Dạ. Đâu có kêu được bà ngoại được. Kêu bằng chị hai được rồi. Kêu bằng chị hai. Ừ. Dạ. Tôi nói thiệt á, tôi sống ở ngoài đời từ nhỏ tới lớn tôi hiểu đời nhiều lắm rồi. Dạ. Hiểu cái nào hoàn cảnh ta khó khăn gì tôi cũng biết hết trơn. Tại vì mình cũng nghèo chứ mình đâu có giàu đâu. Dạ. Mình cũng trải qua cái đường đó rồi. Tại vì mình phải siêng năng mới kiếm được tiền ăn. Dạ. Nếu mình làm biếng kệ gì đói cái bụng. Đói cái bụng. Phải không? Dạ. Tại vì cái đói cái bụng có đói không? Dạ. Rồi hằng ngày là ba làm công việc gì, nhặt mấy cái túi ni lông với ve chai này hả bà? À, đi lụm xong đi lụm. Về phơi xong rồi giặt sạch ra những cái nào dơ không có lấy. Dạ. Phơi khô đi để dọn dẹp rồi bán, kiếm sống qua ngày đủ ăn được rồi. Một ngày gì bán được nhiều tiền không bà? Ve chai nè, mấy ngày mình sẽ bán lần? Không, ngày nào cũng bán á, có khi 100, có khi mấy chục, có khi 100 mấy không có chân được. Dạ. Nói cho em nghe, mình sống về á, hai bàn tay trắng không có gì ăn hết, mình cũng khổ thiệt. Kể đi, ông trên cho mình ăn nhiêu mà mình sống nhiêu đây đủ rồi. Yeah. Không có tham được đâu em ơi. Tham của trời nó không có cho mình đâu. Yeah. Rồi nhà này là của bà hai luôn hả bà hai? À, của tôi hết á. Dạ. Yeah. Nhưng mà con nghe hàng xóm với bà con nói là em bà hai đối xử không có tốt với bà hai hả? Tính lấy cái nhà tôi. Tính lấy cái nhà của bà hai luôn hả? Mà lấy không được. Yeah. Đánh lộn 4 lần rồi. Lấy 4 lần mà lấy mà bà hai không chịu. Không. Đánh lộn á 4 lần rồi đó. Trời đất ơi. Nhưng mà sao lấy nhà của bà hai chi vậy? Tôi nói em nghe nè, nó tưởng bà già cho tôi. Nghĩ như vậy hoài á biết không? Dạ. Yeah. Nó bà già đâu có gì cho tôi đâu. Bà không có gì cho tôi hết á. Tôi nói em nghe. Tôi nghĩ á, thân nhân là không có bao nhiêu người. Người mẹ sống ngay chính giữa mà không có sống được bao nhiêu lâu nữa. Dạ. Mình không có muốn gây lộn với mấy đứa em trai mất công đụng chạm bà già mình. Hiểu không? Dạ. Nhưng mà mình cũng lo cho bả đầy đủ hết rồi đó. Tôi mới giao cho tụi nó coi. Ai ngồi đó tụi nó không có coi kỹ. Giờ bà già té một cái bả té. Bả chết luôn. Dạ. Tôi ở đây ha, tôi lúc trước bả sống với tôi á, đầy đủ ăn, quần áo đầy đủ mặt luôn, không có bao giờ bị bệnh, không có bị té. À, tôi làm xong một mâm cơm cho đẻ đây cho bả, tôi đi bán cho trai. Giờ bả muốn ăn gì kệ để bả ăn, tiền nào có dư đồ ăn tôi ăn, không có dư đồ ăn tôi để chén nước sôi ăn cũng được. Người tôi sống dễ lắm em, không phải giống như người ta đâu. Ủa má, giao cho tụi nó coi, kêu nó xuống dưới á, xuống dưới á, cái nhà nó đó. Ừ. Cái thằng em trai lớn cà chớn lắm em. Giao cho nó. Nó không cho bà già vô nhà. Mẹ ruột nó chứ đâu phải mẹ ghẻ gì ghẻ đâu. Nó không cho bà vô. Bắt bà lấy tiền lại đi đưa cho nó thì nó mới cho bà vô. Ác ghê không em, nó làm cái chuyện như vậy đó. Nhưng mà em của bà hai có cờ bạc gì không mà sao đòi lấy nhà bà hai? Tôi đâu có biết đó, cờ bạc không có cờ bạc tôi không biết. Nó nghĩ đây nè, tôi hỏi em cái lý do gì nè. Nó chuẩn bị già chết đi á là của cải của bả. Giờ mai mốt á
nó sẽ chia tiền cho tụi nó với nó. Dạ. Không cho tôi, hiểu chưa? Nhà này nhà của tôi đâu phải bà già cho tôi đâu. À, này là nhà riêng của bà Hai luôn. À. Mà cái bà Hai mà ở Sài Gòn, ở đây mà quận Tân Phú này mà nhà này là phải bạc tỷ luôn á. Không biết nhiêu tôi không biết, nhưng mà tôi không có bán. Không bán. Không có bán. Tôi ở đây là tôi mua miếng đất xây lên cái nhà thôi. Dạ. Mới về xây được một tháng công ty cái bà đó đòi mua mà tôi không có bán. Chiếc vàng có 200-300, 2 chỉ mấy, 200 mấy chỉ vàng đó kêu tôi bán, tôi không có bán. Bán đâu bà già chỗ đâu ở. Dạ. Phải không? Mình phải cần nhất cái chỗ ở thôi. Ăn uống cũng là từ từ mình sẽ làm được ăn mà. Rồi bắt đầu á bà già. Bà già nói thôi bây giờ mà con ơi đừng có bán cái nhà chạy về má chết đó, không có chỗ thờ ông bà nữa. Dạ. Má yên chí đi, con không có bán đâu. Bán chi, cầm tiền tiêu hết tiêu tan cũng vậy à. Dạ. Cũng đâu có dư giả được cái gì phải không em? Dạ. Mình còn bị bệnh thêm nữa. Cái tôi nói vậy cái sao mà không có bán. Tôi kêu bả dọn mấy ông bà lên lầu đi. Giờ cho bả dọn lên lầu ở. Ở được tới 80 mấy tuổi bà mới chết. Trời bắt đầu em biết sao không? Bà chưa có chết đâu. Bả chưa có bệnh nữa. Mà sang tên cho tụi nó coi giùm mà bả tôi đi bán với trai tôi không có nhà. Giờ tôi sợ bả té bất tử tình hình ở nhà đó. Tôi mới đưa cho tụi nó coi tụi nó bên kia nó đông hơn bên này. Bên này có mình tôi cả ngày đi cả ngày tôi đâu có nhà. Dạ. Tôi vừa đi giao giấy số cho người ta mà trúng thưởng người ta cho mình ăn. Cho mình tiền xài tiền cò về cho bả, tiền chở tiền này tiền kia mua lo cho bả đó. Dạ. Cái ai ngồi đâu rồi giao cho tụi nó coi, ai ngồi đâu tụi nó không coi kỹ miếng sao để cho bả té một cái là bả chết đi luôn mà. Trời ơi. Nói cho em nghe, ở đời á tôi nuôi mấy chục năm nay không có bị té đâu. Thiệt, ai cũng nói tôi á kỹ càng lắm, nuôi người mẹ sướng lắm. Có hiếu cha mẹ không có bao giờ cha mẹ chết đâu. Rồi bà Hai, công việc chính của bà Hai là đi nhặt ve chai với lại nhặt mấy cái này ha. Này cái thuốc bà Hai hả? À này thuốc. Tôi mua cái dầu. Dầu đi sức hả bà Hai? Dầu mắt. Nhỏ mắt. Ừ. Yeah. Mua sẵn để đây á. Có khi mình được xài. Có khi đi đâu mà mua. Dạ. Yeah. Có khi mình có khi mình thấy gấp quá mình đâu có được thì giờ đi mua được. Dạ. Yeah. Mua sẵn thì 10 chai, có khi 2 chai, 3 chai rồi để sẵn túi. Nói thì em nghe cái gì chung cũng làm sẵn hết à. Yeah. Không có thiếu thốn gì hết á. Bởi vì nè, hàng xóm ai cũng biết tôi em trai đứa cà chớn với tôi, không có tung ba giờ tôi phục đâu. Tôi nghĩ là bà Hai đâu có chồng con gì hả? Không có lấy chồng. Dạ. Yeah. Sống vậy để nuôi mẹ thôi. Nuôi mẹ, nuôi mấy đứa em trai tôi đó. Yeah. Nuôi mấy đứa em nữa. Dạ. Yeah. Nhưng mà lớn lên giống như em vậy đó, giống mà, tuổi của em á. Nhưng mà giờ lớn lên thì em bà Hai muốn bà Hai lấy căn nhà luôn. Trời ơi. Muốn làm tôi đủ thứ hết em ơi. Mà làm không được tôi đâu. Chắc bà họ làm nó giấy giả tôi á. Nó kêu sang tên cho nó, tôi không có sang. Tôi không có được. Nó đưa giấy giả ra đây. Em biết sao không? Nó kêu tôi sang tên. Tôi không có sang. Giờ cái sau tôi kêu bà phụ nữ ở đây nè. Hồi trước có bà phụ nữ ở đây coi cái xóm này á. Cái tôi kêu bà phụ nữ coi giùm tôi cái giấy tờ gì. Cái giờ bắt đầu họp. Ở chỗ bà Hải, biết bà Hải không? Dạ không, con ở bà Hải này bán nước mía này nè. Dạ. Cái sau bắt đầu á, giờ ở đây họp. Họp bắt đầu á thì nó nói sao? Nó ra điều kiện nha này, cái nhỏ em quỷ cái đó. Nó nói sao? À, chị già rồi chị lấy làm chi căn nhà làm chi vậy? À, bây giờ chị sang tên cho mấy đứa em trai đi, em gái đi. Rồi mai mốt cho tụi nó lo cho chị. Không sướng hơn là chị còn cô đơn một mình, khổ chứ thân xác của mình như vậy. À, cái bắt đầu em biết sao không? Bắt đầu nó nói giờ cái giấy tờ ký vô cho em đi, không có ký gì hết á. Cái sao kêu phụ nữ là đọc cái giấy tờ cho tôi nghe. Tôi biết tiếng Việt, tôi biết chữ Việt luôn á. Yeah. À, tôi kêu các bà phụ nữ là đọc cái giấy tờ ra cho tôi. Nó nói các bà phụ nữ đọc ra hết cái giấy tờ cho tôi rồi. Nó hỏi tôi bây giờ Phương ơi, tôi tên nó Phương á. Yeah. Phương ơi, Phương muốn xế ra muốn làm gì? Muốn để lại giấy tờ này không có lấy. Chỉ làm anh chị
xé giùm tôi đi, giục thùng rác luôn, không phải bỏ ống cống luôn, không có lấy giấy tờ giả mạo. Là muốn, mua kế mà. Mua kế để mà chiếm đoạt căn nhà của bà Hai. Ờ, nếu mà nó lấy không được tôi hả, hay không, tôi không biết học, tôi không biết học chữ Việt thôi, cái chữ thôi, nhưng mà tôi kêu người ta đọc ra tôi biết, tôi hiểu hết trơn lý do, em hiểu không? Dạ. Nói tôi hay không? Hay. Nhưng mà bà Hai một mình mà bà Hai mua miếng, mua đất, mua rồi xây nhà lên luôn. Quá dữ. À, tôi nói cho em nghe là lúc trước á thì trúng số nè, cũng biết cái trúng số luôn. Trời ơi, đại gia. Số này cũng biết luôn á. Vậy là bà Hai đại gia rồi. Tôi chưa có đại gia đâu. Tôi nói cho em nghe là trước cũng nghèo, cũng đi thuê nhà. Dạ. Cái bắt đầu á nghe bây giờ nó gấp quá, nó đòi căn nhà để thờ ông bà. Rồi tôi không biết đâu mà kiếm, không biết đâu mà kiếm nhà. Tôi hỏi em là bắt đầu đi chạy qua cái cầu gì á. Tôi xin ông trên. Xin ai bà Hai? Xin ông trên Hải Long Dương. Xin ông trên là Long Hải. Ông trên trời á, trên trời ông trên á. À là dạ. Trên thần tiên trên trời nha. Cái tôi kêu ông vô. Tôi bắt đầu tôi đâu có biết ông là tên gì. Không biết là kêu bằng cái gì đây. Mình kêu bây giờ ông trên ơi, cho con xin một căn nhà đi. Xin nhà làm gì? Nó hỏi tôi cái lý do á. Là người ta hỏi bà Hai luôn. À. Cái sao bắt đầu tôi quỳ xuống nó lại. Tôi nói ông trên ơi, bây giờ quặn nặng, bây giờ đang khổ lắm. Con đang khổ lắm. Khổ gì? Bây giờ mày nói cho tôi nghe đây để tôi cứu cho, để tôi giúp cho. Ông trên cũng hối hận, cũng đến trên bờ nước luôn á em. Dạ. Vui lắm anh nha. Tôi nói cho em nghe, người ta nói tôi hay á. Cái lên trên bờ đứng. Cái giờ bắt đầu ông vô hỏi bây giờ cô cũng xin cái gì. Dạ. Tôi nói bây giờ ông vua cho con biết cái tên quý dân là ông tên gì. Cái ông nói tôi tên là tên gì. Nó nói tôi tên là trên Hải Long Dương. Long Hải Long Dương. Cái sao ông nói có chuyện gì gấp. Tôi nói bây giờ cho tôi về xin một căn nhà cho người mẹ mẫu hậu ở mà thờ ông bà. Bây giờ con đang hoạn nạn khổ lắm. Bây giờ cuối cùng là ngày chốt bữa nay rồi đó. Ngày chốt bữa nay rồi đó. Tới ngày mai á, bả không có nhà thờ ông bà luôn. Cái sao ông vô nói làm sao mày kịp. Sao mày xây nhà mày kịp, làm sao thờ được ông bà. Tôi nói thôi bây giờ ông vô cho con xin đi. Xin một tấm giấy số đi. Để ông cho đó em. Ông nói là nè, ông lấy miếng chạy bự đi nè. Dạ. Chứ sao miếng chạy bự gì nè, ổng vẽ mấy con số ra cho tôi. Rồi bắt đầu ổng nói nè, tôi đưa cho mấy con số cho cô đó, bây giờ cô dán cô mua về mua số đi, nếu mà trúng á giờ trả lẹ không có sao. Mà thấy cô cũng hiếu cha mẹ lắm, thấy cô cũng hiếu là cha mẹ dữ lắm á, không có ba nhà mà không hiếu đâu. Cái ông trên nó thương tôi lắm mà. Cái sao bắt đầu trên á, thôi bây giờ mau về lẻ kiếm cái số này mua đi, sợ mai mốt không có số này mua đâu. Chứ sao tôi đi toàn bộ mấy ông đại lý không có số này bán em, không có cái số này. Cái số này số lạ lắm, biết sao số này số gì không? 0000099. Bốn con số 0 và 2 con số 9. Cái sao bắt đầu đi kiếm không có ai. Có nói em nghe tôi mắc cười lắm, cái ông vô lại cười. Cái nó thấy cô tội nghiệp quá đi. Từ nhỏ bé thơ mà tới bây giờ cô còn phải lo cho nhiều cho người mẹ nữa. Thì có hiếu trên trời. Dạ. Ít có lắm một đứa con gái mà hiếu cho cha mẹ không. Dạ. Tôi nói thôi ông trên ơi, cho con đi về đi. Để con tranh thủ con phải mua cái tấm số này á. Để lát chiều nay nó sổ ra mình không có nhà ở luôn á. Cái ông trên đó nói ở đi lẻ đi. Bây giờ thôi chào nha. Để mai mốt á, để gặp lại cái ông trên. Gặp lại ông vua, ông trên á. Nói Hải Long Dương cho con đi về nha. Để bữa nào con gặp ông Hải Long Dương luôn. Để bữa nào á, để con làm cho đàng hoàng xong xuôi, trừ mẫu hậu xong xuôi rồi bắt đầu á là mình trả lễ cho ông bà luôn. Hả? Ông nói khỏi trả lễ không có sao. Thấy cô có hiếu cha mẹ được rồi. Mà ông trên thương cô lắm. Ông trên á là Ngọc Hoàng nó thương cô lắm. Trên Ngọc Hoàng á thương tôi lắm á, nó nói cô á có tâm lý lắm.
không có phải giống như người ta ma cháo mà ăn trộm gì hết trơn. Yeah. Không có bao giờ làm chuyện trái ngang gì hết. Cô đó thì thành tâm dễ sợ lắm đó. Giờ thiếu cha mẹ nữa, thương mấy đứa em trai em gái nữa. Nó nói thôi kệ đâu trơn ơi, bây giờ mình cũng phải chịu chứ sao. Bây giờ một bên mắt, một bên mở, một bên vui thì sao, mình cũng phải chịu ra em. Yeah. Thấy không? Là con mắt bên đây của bà hai là không thấy đường. Không thấy đường luôn. Thấy nhưng mà mờ mờ chút thôi. Thấy mờ mờ chút thôi. À. Còn một bên thì thấy đường. Dạ. Nói cho em nghe mắc cười lắm, có ông trên nó cười quá trời ông trên ấy. Thôi bây giờ tôi về nha. Tôi về cái chỗ trên tôi làm việc á. À tôi nói thôi về đi. À, gặp lại mai mốt chị sao có gì á tôi gặp mặt Hải Long Dương tôi trả lễ cho nha. Nó nói khỏi cần trả lễ cũng không được. Cần trả lễ luôn cũng được luôn. Ông tại cũng vì... nói tôi có tại bà hai tốt, có hiếu. Có tốt, có hiếu đó. Nên là cho nó kiếp sau á, mau muốn về trời đi, không có gì gì mà gì chơi. Hả? Nhưng mà lúc đó là bà hai nằm mơ hay là bà hai thấy thiệt luôn? Thiệt tình với ổng. Thiệt luôn, là bà hai ra ngoài miếu á ha. Ra ngoài miếu mình nói chuyện với ông trên. Có mình tôi đi á. Một mình bà hai đi thôi. Không ai đi được đâu. Vậy chắc mình một mình bà hai thấy thôi à. Ông vô nguyên cả người luôn chứ bộ mặc áo lông bầu luôn á. Yeah. Có một cái dòng là dài xuống á. Là cái râu hả bà? Không có râu. À cái mão mà có cái dây dài xuống nha. Là ông Ngọc Hoàng. Ông vua là mà Hải Long Vương lớn á. Ông Long Hải Long Vương. Mắc cười lắm. Ông vua nói thôi bây giờ đi về mua con số này đi. Kệ đi lát mẫu hậu á, không có nhà ở thiết tội cho bà đó. Nó tội cho bà già mình á. Dạ. Thế là bắt đầu tôi tranh thủ về kiếm số thì kiếm không có. Không có số. Không có số, mười mấy chỗ không có. Rồi. Nói sau hên cái bà già đi qua. Bà già đi ngang á. Tôi đang làm với cha vụ chủ động sen á, biết không? Rồi cái bà già đi ngang. Bà nói ai mua giấy số không? Sắp sổ và chiều sổ à. Tôi nói hơi bà hai. Lại tôi hỏi bà hai chút xíu coi. Bà hai có cái số lạ này không? Nói cái số gì? Nè tôi nói nghe bà hai cho con kiểm tra coi thử coi. Có số lạ lạ lắm, mấy con số này lạ lắm. Dạ. Chứ sao bà nói nè, đưa cho mày ba sắp á, 30 tờ. Mà mày muốn lấy sắp nào mày lấy. Rồi mày coi thử coi cái nào dự ý thì mày lấy, không có dự ý vậy thôi. Nó nói bà hai nghe nha, coi con lựa là lựa chứ con không ăn cắp đâu. Dạ. Điện cái sở gì của con gì hết á. Con có việc mà bà đó giọng giải chút đi nha. Tôi giờ tôi nói cho em nghe mắc cười lắm. Cái bà đưa ba sắp cho tôi coi. Ngay chính giữa có cái sắp số đó. Có sắp số là 000099 á. Giờ bắt đầu á, giờ tôi thấy rồi. Lụm liền luôn. Lụm liền cái sao cái bà hai nó nói lấy được chưa? Sắp chính giữa 10 tờ đó bà. Nó nói sao không lấy hết, lấy 1 tờ một chị. Nó nói không có tiền. Có tiền con lấy hết trơn rồi, nhưng mà sợ bà hai bắn thiếu con, bà hai không có tiền khỏi làm vốn. Dạ. Cái bà hai năn nỉ kêu tôi lấy hết 10 tờ mà tôi đâu có tiền đâu, tôi đâu có dám lấy. Hồi đó là bao nhiêu một tờ số bà? 2.000. 2.000. Mà trong túi lúc đó bà hai chỉ có 2.000 thôi. Còn có 2.000, không có tiền. 2.000 hồi xưa mà trúng đặc biệt là được 50 triệu. Không biết trúng nhiều quá là có 10 cây. 10 cây vàng. Đánh ra 10 cây á. Dạ. Cái mắc cười lắm. Rồi bắt đầu cái bà hai qua đây bà nói là cô ơi, có hai trúng tờ giấy số rồi đó. Không cái đầu bốn con số không á, với hai con chín chê đuôi á. À. Vậy hả? Thôi bà hai lấy tiền cà phê không? Lấy rồi tôi cho chút đỉnh tiền cho bà uống cà phê nè. Bà nói bà không lấy. Không lấy luôn. Không. Bà nói thấy cô tội nghiệp quá đi. Dạ. Có một tờ, có một tờ một à. Gặp hồi xưa lấy 10 tờ là trúng quá nhiều trời. Tiền lắm nhiều tiền lắm đúng không? 10 cây vàng ngày xưa là nhiều tiền lắm đó bà hai. Mà vàng có giá trị lắm á hồi xưa. Thấy không? Khủng khiếp, 10 cây vàng mà con không biết 10 cây vàng ngày xưa là nhiêu tiền nữa. Một cây vàng hồi xưa là mỗi một cây là hai một cây là 10 chỉ. 10 chỉ. Ừ. Dạ. Nếu mà 10 cây vàng là bao nhiêu tiền? Tính đi. Một cây 10 chỉ, 10 cây là 100 chỉ. Đó. Là 10 chỉ là 10 cây vàng đó. Hồi xưa bà hai có nhớ là bao nhiêu tiền một cây vàng không? Đó, nhớ chứ. Nhiêu tiền cây vàng bà hai?
Chứ vàng cũng 200 chỉ vàng đó. 200 chỉ vàng là 10 cây vàng là 2 triệu. Mà 2 triệu mà 10 cây vàng ngày xưa là lớn dữ trời lắm. Là bà Hai lấy tiền đó là bà Hai mua cái căn nhà này. Mua miếng đất á. Mua miếng đất. Rồi xong rồi lấy tiền đó xây căn nhà lên luôn. Là nhà lầu luôn, có nhà lầu luôn. Có một cái lầu luôn. Một lầu luôn. Nó nói cho em nghe đi Bình Chánh coi. Dạ. Yeah. Bình Chánh mà tôi không thích mua. Bình Chánh là có 2 cây thôi. Dạ. Yeah. Có anh chủ bán 3 cây. 3 cây. Có anh chủ bán 2 chỉ, 3 chỉ cũng có luôn. Dạ. Yeah. Tùy theo á. Tùy theo chỗ á. Hồi xưa cái miếng này bà Hai mua mấy cây? À, 7 cây, 6 cây 8. Coi đó coi. 6 cây 8 vàng. Xây miếng đất xây lên. Rồi xây xây lầu luôn. Xây đổ bê tông luôn á. Đổ bê tông luôn. Nó chinh gác luôn á em. Hồi nãy con tưởng bà Hai ngồi nghỉ mệt chứ ai hè cái này là nhà của bà Hai luôn. Nhà tôi chứ bộ. Quá dữ. Tính ra bà Hai ngày xưa là cũng dạng đại gia dữ rồi. Nữ đại gia. Mẹ đi em ơi, đâu có giống là đại gia người ta như vậy. Đúng. Nghèo lắm. Nhưng mà bà Hai trúng số mà. Có trúng số thôi. Dạ. Không giống như mấy em kia kia. Dạ. Nghèo thấy mẹ đi ăn còn không được ăn, uống nước còn không được uống nước nữa đó. Nhưng mà con nghĩ là do ngày xưa bà Hai hiếu thảo á nên là mới được thương. Mới thường thương vậy á. Ông trời mới cho. Dạ. Hiếu thảo lắm á nha, ông trời mới cho đó em, không phải ai muốn xin thì xin cho được chúng hả? Dạ. Còn lâu á cái này còn lâu. Nói cho em nghe. Bởi vậy tôi nói thiệt á. Vậy này, như nãy bà Hai dặn con là phải hiếu thảo với ông bà cha mẹ. Hiếu thảo cho cha mẹ đi. Dạ. Tiền á tham lam tiền bạc nhiều. Tiền bạc không có quan hệ với mình đâu em ơi. Dạ. Rồi sao mình chết mình cũng không mang đi theo được đâu. Dạ. Hiểu không? Kệ đi cha mẹ ăn gì mình mua. Mua cho bà ăn. Rồi sao bà? Bà Hai nhắc tới mẹ bà Hai khóc, con thấy bà Hai khóc chảy nước mắt luôn. Tại vì tôi buồn quá đó. Tôi nói cho em nghe là bà Hai chảy nước mắt luôn rồi kìa. Tôi nói cho em nghe nha. Tôi nói thiệt cho em nghe, em có người mẹ còn sướng hơn tôi. Nhưng mà má tôi á, người tu hành. Bà thì không có cái lương tâm. Má tôi á, tu hành không có cái lương tâm. Sao người vậy? Xưa á, còn trẻ tuổi á, bà chưa có cái canh tu á. Bà ác lắm á nha. Bà mẹ tôi á, ác lắm á. Thì người phàm thì mình phải ấy, còn giờ bà Hai, mẹ bà Hai biết tu hành rồi, mẹ bà Hai hiền lại rồi. Không có hiền đâu, không có hiền được nhiều đâu. Con thấy bà Hai thương mẹ quá trời. Tôi nói cho em nghe là mỗi một tháng á, tôi làm tiền với trai ha, về ha, tôi mua một chỉ vàng cho bà chơi. Yeah. Đeo với người ta. Yeah. Nói cho em nghe đó, mua một chỉ vàng cho bà. Yeah. Để cho bà đeo có với người ta. Người ta có người ta có mẹ người ta sang trọng, còn mẹ mình nghèo quá đi. Yeah. Thấy không em, mình phải mua một chỉ vàng cho bà đeo để cho người ta đừng có khi bà là mẹ mình nghèo, hiểu chưa? Yeah. Mình cũng phải tranh thủ mua một chỉ vàng. Chứ vàng biết nhiêu không, mua 300 chỉ vàng á, tôi mua cho bà đeo á 300 ngàn. Cho thằng con trai lấy hết luôn. Yeah. Con trai của bà lấy luôn. Rồi giờ là bà Hai sống có mình à? Dạ. Yeah. Tôi nói em nghe, bởi vì bây giờ tôi chán quá, tôi không thèm nghĩ tới ai nữa bây giờ. Nè, nuôi mấy đứa em trai em gái không có cung đau cho mình ha. Bây giờ người mẹ không biết thương tôi hồi trước còn nhỏ. Ừ. Nói cho em nghe ha, hồi nhỏ tôi không có tiền đi học nữa, nói cho em biết á. Dạ. Hồi xưa khổ. Không có tiền đóng tiền trường đâu, không có tiền đóng tiền trường, tiền đâu mà đóng. Không có tiền đóng tiền trường á. Tự đi làm, tự đi đi. Tự đi đi làm, tự đi bán đồ á, có tiền đóng tiền trường mới vô học á, cái trường học mà trường học tư á. Ừ. Trường học tư á, biết trường học tư không? Dạ biết. Trường học tư nó lấy một tháng á là có 6-7 ngàn. Dạ. 6-7 ngàn hồi trước á. Nói cho em nghe khổ lắm á. Nhưng mà bà Hai còn tiền xài không? Còn. Con cho tiền bà Hai mua cơm nè. Khỏi. Sao vậy? Thôi không có lấy nữa. Sao không lấy? Ê, hồi nãy cho rồi thôi đừng có lấy nữa, tao không có lấy nữa đâu. Hồi nãy cho mua gạo. Thôi thôi tôi không có lấy đâu. Còn giờ cho mua ăn cơm hộp. Đây bà Hai nói bà Hai không có mua gạo, bà Hai ăn cơm hộp không nè. Thôi tôi không, tôi nghĩ được kiếm tiền đi đủ ăn được nè. Rồi thôi, tôi không có lấy nữa. Lâu lâu bà cháu mình gặp nhau nè, con lì xì cho bà Hai. Ăn mua gạo. Em có lòng thì hỏi thăm được rồi. Ừ. Điện á lấy cái đồng tiền á,
Điện nó kêu tôi mà tôi không thích. Yeah. Hiểu chưa? Yeah. Tôi không phải cái người mà ý tiền bả, tiền tiền bảy bả đâu. Yeah. Tôi chỉ đó người tiếng nói á, không mất được tiền mua. Yeah. Hiểu chưa? Yeah. Mình phải nói chuyện chơi đó là coi chị em thôi. Ừ. Có, yeah. có tâm tâm sự thôi. Chứ đừng có nói cái vụ tiền bạc á, cho tôi không lấy đâu. Vậy bà hai không lấy ha. Đó, tôi đi cắt đi. Vậy bà hai còn tiền không cho con đi? Không có đủ tiền cho con. Thôi đừng có nói gì nhiều quá đi. À, cái này là thuốc hả bà hai? Ừ, thuốc uống hết rồi đi mua. Bà hai bị bệnh gì mà uống thuốc như vậy? Trời ơi, trời ơi. Nó vitamin bị hả? Phong, bị phong thấp là dí ra đau mắt á. Phong thấp đau mắt. Ừ, uống mỗi một tuần á hết 100 ngàn tiền thuốc. Trời ơi, dữ vậy? Ừ, một tuần á. Rồi sao bà hai đi nhặt cái chai bán sao đủ tiền mua thuốc? Đó, đủ tiền chứ mình dành tiền mua. Dành tiền mua ha. Ừ. Hôm nay không đủ là nói con qua con ai, mua thuốc cho bà hai nha. Về nhà lo cho bà già ông già đi. Dạ. Tranh thủ làm con hiếu thảo, đừng có đi chơi lang thang nhiều nữa. Dạ. Không có tốt hậu quả mình khổ lắm em. Con ngoan tương lắm. Tương lai đâu. Dạ. Nghe lời tôi đi, mai sau em làm người tốt á. Dạ. Điện á nghe bạn bè chơi nhiều rồi mai mai thân. Mai mốt là hư thân mất nít cho người thân thể của mình á. Dạ. Hiểu chưa? Sao bà hai biết con người tốt? Tôi không biết nhưng mà tôi nói vậy vậy thôi. Dạ. Để cho mình á, mình có hiếu thảo cha mẹ mai sau ông trời cho mình sẽ có cái căn nhà 2-3 căn nhà luôn. Thiệt á. Điện á, điện có chơi vừa, điện có chơi bừa bãi với tùm lum tà la. Yeah. Bạn bè ở ngoài á. Yeah. Bạn bè nắm chừng mình chơi thôi. Điện á lấy cái đồng tiền xã giao nhiều để chỉ lợi dụng cái tiền bạc của mình tiêu xăng luôn á, tiêu hết của mình luôn á em. Yeah. Mày nghe lời chị đi, mày sẽ mai mốt mày hoàn thành, mày làm người tốt. À, mình về là mình phải lo cho cha mẹ ông bà. À, mai mốt là về em phải có hiếu cha mẹ trước đi, xong xuôi rồi bắt đầu á ông bà sẽ đưa đến tiền tài của cải cho em á. Dạ. Điện có nạt bà già ông già nha, điện có chửi bà. Con đâu có la đâu. Ăn không ăn rồi thôi, đừng có nạt bà. Dạ. Nếu mà má không giữ ý thôi là con không cho má ăn nữa. Nói như vậy thôi. Yeah. Nói một câu ngọt với bà thôi biết không. Người mẹ quan trọng lắm á. Không lấy được tiền mua đây em. Đừng có tưởng mà lơ mơ chết một cái là mình khỏi đi kiếm được người mẹ về đâu. Dạ. Yeah. Nói thiệt. Con thấy bà hai nhắc tới mẹ bà hai khóc miếu máu rồi, nước mắt chảy rồi. Thấy thương quá. Biết sao không? Má tôi thiếu nợ nhiều quá, tôi vậy tôi phải trả vợ, trả nợ thanh không cho bà luôn á. Dạ. Yeah. 10 cây vàng tôi về trả nợ cho bà luôn á. Ủa anh em trong gia đình không có phụ trả hả? Không, không ai trả phụ đâu. Tôi làm với trai đó về, tôi tranh thủ làm trả nợ hết cho bà luôn. Yeah. Nói cho em nghe, bây giờ khỏi mắc nợ bà luôn. Rồi tối là bà hai mở cửa, bà hai đi vô ngủ ở trong. Có khi ngủ ở ngoài, có khi ngủ ở trong. Dạ. Yeah. Không có chừng. Thôi em đừng có quan tâm chị đi, về lo cho cha mẹ đi nhiều chút đi. Yeah. Đừng có chơi bạn bè nhiều không có tốt đâu. Bạn bè nhiều không tốt. Dạ. Biết không, không có lợi dụng cho mình tốt đâu. Em về chị không có bao giờ chị nói sai lời em đâu. Dạ. Thấy em lại đi nói chuyện với tôi chơi thôi, tôi không muốn nói ra cái cảnh của tôi em tôi nói cho mày biết đâu. À, nghĩa là bà hai nhìn thấy con luôn ha, bà hai nhìn biết luôn ha. À, nhìn là thấy biết. Được lắm, tôi mới nói cho mày nghe để cho mày tốt đàng hoàng, người làm con tốt đàng hoàng mai sau nữa sau mày sướng. Dạ. Nghĩa bà hai nhìn thấy được cái người nào tốt người nào xấu luôn. Ờ. Dạ. Năm nay em được bao nhiêu tuổi? Con năm nay 30. 30 là tuổi con vậy nè. Dạ tuổi con thủy. Con thủy là được. Tháng tháng nào? Là tháng giêng. Được, tháng giêng này có lộc nhiều ăn á. Có lộc kìa. Nhưng mà trên cây cao và nhiều cây trái cây ăn lắm á. Dạ. Biết làm sao không? Trèo trên cây cao và có trái cây nhiều ăn á. Không. Yeah. Có bao giờ đói đâu em. Biết không? Dạ. Yeah. Nếu mà em làm hoàng tốt á, nữa sau thì cha mẹ ông trời đưa cái lọc về cho em á, hưởng á. Dạ. Hả? Thôi bà hai giữ gìn sức khỏe nha. À. Con về. À, chơi bạn bè chơi nửa chừng mà chơi. Nửa chừng mà chơi. Hả? Về, hay... Điện có đi tối quá, đi khoảng 10 giờ về được rồi. Dạ. Yeah. Hiểu chưa? Quan trọng là sức khỏe, hai là phải coi cha mẹ một chút. Dạ. Yeah. Mình đừng có tham tiền bạc gì, đừng có uống rượu chè nữa. Biết không? Dạ. Yeah. Biết rượu chè không? Con không biết uống rượu. Nói nghe có chuyện bạn bè nó dụ mình đi á. À. Cẩn thận chút.
Dạ rồi con hiểu rồi, nghĩa là rủ mình từ người ta rủ mình không uống. Mình phải lo có việc làm đàng hoàng cái thân thể của mình. Có sự lời nói tiếng không có mất tiền mua, mình phải cẩn thận một chút. Hiểu chưa? Dạ. Mà tôi không biết em ở đâu mà tại sao qua đi chơi với tôi, tại sao biết tôi. Con chạy ngang thấy bà Hai ngồi đây nè, con tưởng bà Hai đi nhặt dây chai không có nhà. Con mới ghé con hỏi thăm. Không qua à? Hồi nãy á. Hồi nãy sáng tôi đi ăn sáng, đi bán giấy thùng. Hai hè bà Hai có gần nhà Trà Bá luôn. Tưởng bà Hai không có nhà chứ. 2 tiếng 15 ngàn, 2 tiếng chứ bỏ nhà. Dạ. Con hết cho thuê đâu. Không cho thuê à? Không, không cho thuê, thuê mai muốn có lấy giật nhà luôn. Dạ. Rồi để giả luôn ha, ở mình lên à. Không có cho thuê, mai muốn bán cho nhà nước. Bán nhà nước. Để lấy tiền từ từ ăn. Dạ. Không có cho ai thuê, thuê mất công nó giật nhà đó. Vậy thôi con về nha. Dán về làm tu hành nhiều chút nha. Dạ rồi. Nhớ chúc bà Hai. Đừng có quên chị nha. Dạ, chúc bà Hai nhiều sức khỏe. Dạ. Dạ. Nghèo á, đừng có nghèo tiền bạc thôi. Dạ. Thấy không? Nghèo tiền bạc chứ không có nghèo tình cảm. Đừng có nghèo tiền bạc, nghèo tình cảm là chết đấy. Dạ rồi, thôi con về nha bà Hai. Dạ. Kiểm soát lại người nha, phải giữ sức khỏe nhiều chút. Dạ. Bạn bè đừng có chơi thân quá, kiếm cái nào chơi được là chơi, không chơi được là dẹp. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Điện á, đi khuya nhiều quá nó lợi dụng mình á. Dạ rồi, con biết rồi. Người tốt là không có sướng, người xấu là dễ dễ lắm. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Thôi con về nha bà Hai. Về dám giữ sức khỏe nha. Cả nhà thì hồi nãy giờ mình cũng có trò chuyện với bà Hai á, thì mình có gặp được chú. Như chú là sống gần ở đây hả chú? Gần đây. Là bà Hai là cái căn nhà đó là của bà Hai luôn hả chú? Căn nhà đó của bà. Thiệt luôn. Nhà đó của bà. Dạ, mà nãy bà Hai nói con trúng số là mua căn nhà đó thì xưa cũng dạng đại gia rồi. Bà hồi đó nhà của bà ở ngoài kia kìa, ngoài đây nè. Dạ. Má bà làm mới bán rồi mua này căn nhà của bà. Mà má bà chết rồi. Dạ. Đó, nhà đó bà hưởng. Đó, nhà đó bà chất tùm lum đổ chổng hết á. Nó chừa đúng có cái lỗ qua chui ra chui vô vậy. Mà trong đó là bà chất dây chai vậy? Không à. Công an lại kêu bà dẹp, bà cũng dẹp được. Nhưng mà con nãy bà nói chuyện là bà Hai bình thường đúng không? Bà bình thường. Bà bình thường, bà đâu có gì đâu. Bà bình thường, bà có tiền dữ lắm, bà gửi ngân hàng đó. Trời ơi. Rồi, hỏi sớm này ai biết là bà gửi ngân hàng, bà cho vay đó. Mà bà cứ ta nói là bà bị cái nghiệp của bà già đã hồi xưa. Dạ. Yeah. Giống như nãy đó. Bà Hai có nói con là ngày xưa là mẹ bà Hai là cũng thầy bói này kia. Đó là thầy bói lên đồng lên cốt á. Thầy bói hồi xưa nói là bà bị ảnh hưởng của bà già bà. Dạ. Như trời quả báo. Nhưng mà nãy bà Hai có kể con nói là anh em lấy nhà này nó là có không? Đâu có. Nhà đó là nhà của bà. Nhà của bà. Chia đó hết rồi. Chia hết rồi. À, rồi má bà mua cửa phòng đó đó. Ừ. Chia không phải trúng số nha. Không phải. Vậy mà trúng số. Chú thấy cũng tội nghiệp hết chú ơi. Của má bà chưa ngoài đây nè. Má bà cũng thầy lên đồng lên cốt rồi đó. Mình thầy bó thầy nó bán thằng ngoài đó mua thằng ngoài của bà. Chia ra hết rồi căn đó của bà. Mấy người chị người em đã thì không có giao giấy tờ cho bà. Không biết giờ giao chưa không biết. Dạ. Nói chung là bà Hai giờ lớn tuổi cũng hiền chứ cũng đâu có hàng ngày cũng đi nhặt ve chai hả chú? Ở nhặt ve chai. Dạ. Thấy bà vậy chứ bà. Đó cũng là tặng lắm. Nước mẫn dám xài, điện mẫn dám xài. Rồi. Nhà bà chất đầy với chai cho. Vậy là đâu có tắm rửa gì hả ta? Không có tắm rửa. Không tắm rửa gì luôn. Mặc bộ đồ có tháng trời. Trời đất ơi. Không thể giặt bây giờ, không tin tháng sau em đi nha. Mình thấy rồi nhưng mặc bộ đồ y chang vậy luôn. Không có tắm rửa, không có xài nước. Không xài. Túi ngủ rồi vẫn treo vậy luôn. Hả? Túi ngủ vẫn treo vậy luôn. À. Vừa chui cái lỗ đúng cái lỗ chui vô. Dạ. Nhà chất đầy với chai công an lại kêu dẹp mà không dẹp được mà. Không mang cái vật kêu bà dẹp bác không dẹp. Con cũng cảm ơn chú nhiều nha. Nói chung chú cũng chia sẻ. Tại vì nãy con đi ngang thấy ngồi con tưởng không có nhà ai thì... Nhà bà đó. Nhà quá trời cái nhà luôn, nhà đó chứ giờ cũng bạc tỷ hả chú? Nhưng mà nhà đó hiện tại khu vực này chắc cũng cả tỷ rồi. Tỷ hơn ha. Cũng phải trên 1 tỷ. Trên 1 tỷ. Vậy là thuộc dạng cũng dạng đại gia dữ à. Mà kiểu nhà cái gốc người ta không dám mua. Cái gốc người ta không mua. Dạ. Nó rộng rộng nó mua. Đó cả nhà thì nãy giờ mình cũng chia sẻ cái câu chuyện của bà Hai cả nhà. Thì thật ra là bà Hai cũng giàu lắm nhưng mà không biết sao đi nhặt ve chai thì nghe chú kể thì biết là mẹ của bà Hai ngày xưa là cũng là dạng như là cũng là
cuộc cũng kiểu như là coi bói này kia, rồi giờ là phải bà hai trả nghiệp. Đúng rồi đó nha, người ta nói vậy, nói bà cũng nói bà giờ bà ác, bà nãy cũng nói nãy bà hai nói bà mẹ ngày xưa ác, con cũng không hiểu là ác là sao, giờ chú nó con mới hiểu á. Cả nhà thì chắc mình cũng xin kết thúc cái video tại đây cả nhà. Thì cả nhà có ý kiến gì hãy để bình luận bằng đôi giúp Duy ha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.